chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ăn Tết cùng mấy thanh niên Indo cùng làm trong công ty các bạn. Hôm nay thì mình gặp thì bên cạnh đây là cô ca sự, và mình đang đợi hai người nữa đang đến đây. Mình đang gửi địa chỉ ấy, thì hai đến thì cùng anh em cùng nhau đi chợ mua thức ăn xong là về phòng mình ăn nấu ăn. Cái này bang bang và và không thấy lại tạm ơi đây đây chưa mua xong cuốn này đấy xong cuốn này chưa ăn tổ ăn ok sự chưa ăn tổ bang bang và anh em vào trong này mua thức ăn tabe mono cay tị một cuộn ha, xong cái bữa siêu ba này xong là anh em về nấu ăn xong này. Anh em đi chợ đây. Thành lạc mấy thanh niên đi. Cái đây. Ok. Anh em đang dọn đồ chuẩn bị về đây. Đi cá, ni mai, phu đôi à. Cả sự, azu nan tổ. Ê, cả cà rê mát. Anh em về đâu? Cà rô. Anh em ở trong siêu thị ra mà. Ra thì mới Tết ra mọi thứ là nó cũng rất là đắt. Đấy, chỉ mấy thanh niên này không ăn được thịt lợn. Giảm mua toàn thịt bò các bạn. Trời nắng ra ngoài nắng quá. Vào thanh niên. How are you? Anh em đi chợ về đây. Anh em chợ về. Năm ơi sao na. Kim ơi. Nan đi. Hả? Đi. Bằng bằng quá. Bằng bằng hả? Ima. Và rồi nơi trốn xa, cho gió mưa có rơi râm rề, anh nhủ mình rằng kháng chiến còn trường khi rằng kháng đường. Đi cá. Ok. Ok. Bắt đầu anh em bắt đầu làm thôi. Tại vì một lúc chứ cứ tìm. Cô đây hạ dày này. Phòng đạo diễn này. Phòng đạo diễn này. À... thanh niên này thì mình tên nhìn mở nhạc mất. À chất tổ à nổ. Music ra. Music ra này. Chuẩn bị phòng đạo diễn này Phong ơi. Thanh niên Phong. Thế là sự ẩn. Thế đi. Ok. Ui ôi thanh niên. Cái áo này. Hoa hồng. Hổ. Áo hoa này, thanh niên này có cái áo rất là đẹp. Bàng. Hai. Bằng bằng đang thái đậu này. Mất tôi chỉ xài. Ai gì? Cô đây là cái. Ai gì? Hay sơn nó mà ai gì? Thái đậu để mà nướng. Phong đạo diễn đi Phong ơi. Anh mà mời sang đây ăn món Việt Nam đấy. Đây là cái món Việt Nam đây. À, hôm nay thì toàn là thịt lợn thôi. À thịt lợn là bây giờ quý. Bây giờ ăn toàn thịt bò mà mấy thanh niên này không ăn được ấy. Thịt lợn.
Ok đấy, xương xương đấy. Không ăn nữa, ai. Thế nên móc thái rau ra. À, ha gì mới tệ gì. Ừ. Đây làm cái món nướng, nướng cơ bản này. Nướng làm món đơn giản ăn Tết thôi. Ok. Ok. Em Tết này. À, chút tổ ok. Một tổ gì? À, một tổ ok. Thịt bò này, nướng với đậu. Thịt à? Bang bang. Ăn. Giurato. Okasu. Rupi này. Cái này là Phong. Thanh niên Phong này. Cái đang 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 giả ván à. Chơi chơi anh Cường ơi, chơi anh Cường. Chơi chơi thôi. Thế làm đây là Korewa Yuri Pet Nam. À. Từ lúc sang Nhật bắt đầu mới học cầm đũa này. Đây, ô ca sự này. Nihon de, à nói Nihon ni hajimete. Ha hashi. Hashi. Okay. Chika. Mina de kiru. Mina. Te de ii. Te de. Dai ju. Ô mấy thanh niên này bình thường là ăn bằng tay hết đấy. Ở nhà là ăn bằng tay và tất cả là sang đây bắt đầu mới học cầm đũa này. Y nê. Để góc rồi nha. Y nê. Ôi xì nê. Anh Hoạt quay, quay cảnh em xào xào rau anh Hoạt. Xào xào rau để món nướng mà. Em đang xào rau món này này. Món thịt bò nướng, toàn thịt bò hết này. Ủa mà sao qua Tết nó bán đắt hơn mà. Kể cả thịt lợn ấy, lợn đắt lắm. Lợn bây giờ Việt Nam còn đắt hơn ngồi bên Nhật này. あ、新しいあの、新しい携帯は。これ携帯はできる。車みたい。